Chào các bạn, chúng ta lại đến với nhau trong chương trình Hướng nghiệp Trung học phổ thông của Tập đoàn CEO Việt Nam. Thế thì hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ với nhau là bốn bước để lựa chọn nghề nghiệp. Thì thưa anh chị là bước 1 là bước rất là quan trọng. Bước đầu tiên này là các bạn phải xác định cho mình là cái mục tiêu. Mong muốn trong cuộc đời bạn là cái gì? Bạn muốn là bạn sẽ trả lời tôi rằng là bạn cần có bao nhiêu tiền? Bạn cần có thời gian sống như thế nào? Tức là quan điểm sống của bạn là bạn quan trọng là tôi chỉ muốn làm việc 8 giờ một ngày, tôi chỉ làm việc 10 giờ một ngày, hay là tôi làm việc bao nhiêu giờ một ngày cũng được. Thì bạn phải cho tôi trả lời cái câu chuyện của thời gian. Và câu chuyện tiếp theo là bạn có cái sở thích gì trong cuộc sống? Sở thích của cuộc sống nhé. Đây là sở thích của cuộc sống. Mục tiêu của bạn này, bạn muốn có bao nhiêu tiền? Đây là câu hỏi đầu tiên tất cả mọi người ra cuộc đời này đều phải hỏi. Câu hỏi thứ hai là tôi có cần bao nhiêu thời gian để tôi gì ạ? Vui chơi và làm việc, và sở thích trong cuộc sống của tôi là gì? Thì ba cái câu hỏi này bạn phải làm rõ trong đầu. Thì xin thưa với các anh chị rằng tất cả những người mà xác định rõ được mục tiêu như thế thì phần lớn họ đều rất thành công trong cuộc sống. Và có rất nhiều các trường đại học, người ta làm trắc nghiệm ở nước Mỹ, người ta làm trắc nghiệm là nếu kiểm tra 100 người mà cứ 3 người trong 100 người đấy thì thông thường 7 người sẽ trả lời được đúng chính xác là mình mong muốn gì. Và sau này sẽ có 3 người trở thành những người giàu vĩ đại. Thì xin thưa các anh chị, đây là yếu tố đầu tiên để các anh chị gì ạ? Xác định một nghề nghiệp trong tương lai. Vậy thì đấy là xong bước 1. Bước thứ 2 là bạn phải chọn cho tôi một cái gì ạ? Bước thứ hai chính là bước chọn một nghề. Và nghề này chưa được chọn ngay nhé, mà nghề này tạm chọn thôi. Nó mang tính xác suất thôi. Sau khi tạm chọn một cái nghề xong thì bạn mới xác định được bằng này câu chuyện của nghề. Một là nghề này là làm gì? Câu hỏi đầu tiên đấy. Nghề này là làm gì? Và kẻ nào không trả lời được là nghề này làm gì thì là bạn thua. Không khác gì bạn đi mua một sản phẩm mà bạn không biết là sản phẩm này là nó như thế nào, dùng vào đâu thì vứt đi rồi. Và bản chất bạn chọn một nghề cũng chính là mua một dịch vụ học nghề. Và dứt khoát bạn phải biết là nó có phù hợp với cái công năng sử dụng của bạn hay không. Mà muốn vậy thì bạn phải biết là nghề này làm gì. Ví dụ muốn thi vào kế toán thì câu hỏi đầu tiên là kế toán làm gì? Câu hỏi đầu tiên rất là quan trọng. Bạn muốn làm kinh doanh thì câu hỏi đầu tiên của bạn là kinh doanh làm gì? Nhưng thông thường trong đầu của những người mà học trung học phổ thông thì các bạn chỉ đơn giản là kinh doanh là tao mua đi bán lại, kinh doanh là tao sản xuất ra một cái gì đó tao bán và tao kiếm tiền. Không, nó không đơn thuần như vậy. Vậy thì nghề này là làm gì? Câu chuyện thứ hai, câu hỏi thứ hai mà bạn phải trả lời đối với nghề đó là gì? Lộ trình thăng tiến của nghề. Tức là ví dụ bạn đi làm nghề quân đội thì nó có cái lộ trình thăng tiến là bạn tốt nghiệp đại học xong thì là chuẩn úy, thiếu úy, xong rồi lên gì ạ? Trung úy, xong rồi lên thượng úy, xong rồi lên đại úy, rồi thiếu tá. Vậy thì bất cứ cuộc sống nào chăng nữa, nghề nghiệp nào đi chăng nữa, nó có cái lộ trình thăng tiến của nghề. Mà kẻ nào không hiểu được lộ trình thăng tiến của nghề, sau này đi làm lại thất vọng. Ví dụ đi làm kinh doanh thôi, học thì học quản trị kinh doanh, nhưng lộ trình thăng tiến là có khi ra ngoài đời làm cái việc đầu tiên là lại đi bán hàng. Thế một số bạn mà lại thất vọng vô cùng là tôi học đại học xong, thế quái nào tôi này đi làm bán hàng. Hay là cái lộ trình thăng tiến của cái nghề truyền thông chẳng hạn, thì nghe thì học cái nghề truyền thông nghe rất là kinh, nhưng cuối cùng bắt đầu tay với cái nghề level thấp nhất là ra chỉ để đi viết báo thôi, hoặc ra chỉ để đi quay phim thôi. Đấy, nghe thì nó rất là nguy hiểm, nhưng nó đều có cái lộ trình thăng tiến của nghề. Và nếu họ không hiểu được cái này thì họ thất vọng và họ bảo là chọn trái ngành rồi.
Thì câu chuyện thứ ba, nếu như nghề này mà bạn hiểu nó rồi thì câu chuyện thứ ba là nghề này có dễ tìm việc làm không? Đấy, câu hỏi thứ ba mà bạn phải trả lời. Nếu như trong doanh nghiệp mà cái việc này rất là ít người, ít doanh nghiệp họ sử dụng đến, thì đấy gọi là nghề đặc thù. Nghề đặc thù nếu mà nó thiếu người thì lương của bạn rất là cao, nhưng ngược lại đông người thì bạn có nguy cơ bị thất nghiệp. Tôi lấy ví dụ như là học về triết học chẳng hạn, mà làm giáo viên triết học thì cái nghề đấy là gọi là nghề đặc thù. Đấy, mà hiện nay là số người học rất là đông, và không cẩn thận hoàn toàn là hoàn lại là thất nghiệp. Ví dụ nghề giáo viên vào những năm 2000 thì rất là thiếu giáo viên, thì nghề giáo viên rất là tuyệt vời. Nhưng sang đến năm 2012 trở lại đây thì nghề giáo viên lại là thừa giáo viên. Cho nên cái việc mà học giáo viên ra thì lại bị thất nghiệp. Thì câu hỏi thứ ba là nghề này có dễ tìm việc làm không? Câu hỏi thứ tư. Niềm vui của nghề này là gì? Đấy. Tôi lấy ví dụ nếu đi làm giáo viên thì niềm vui lớn nhất của nghề làm giáo viên là nhìn thấy học trò nó giỏi. Nghề chế biến món ăn thì niềm vui lớn nhất của cái ông nấu nướng là nhìn thấy thằng khác nó ăn ngon. Đấy là niềm vui. Nhưng hai niềm vui của ông bác sĩ là nhìn thấy bệnh nhân gì ạ? Trong tay mình họ khỏe lên. Nhưng đi đôi với niềm vui, nó là câu hỏi thứ năm, nỗi khổ của nghề là gì? Những cái nỗi khổ nào? Ví dụ đã làm bác sĩ là phải trực đêm hôm, nửa đêm người ta gọi đi là phải đi. Đã làm công an quân đội thì đang ngủ với vợ cũng phải đi bất cứ lúc nào bất thình lình. Đã làm doanh nhân thì làm không có thời gian. Ngược lại, đã làm một cô kế toán thì sáng cắp ô đi, chiều cắp ô về. Đấy. Nếu mà làm giáo viên thì thời gian rất tuyệt vời, toàn hành chính thôi. Như vậy bắt đầu nó mới sinh ra sự ổn định. Nó bắt đầu nó mới phù hợp, xem là nó căn vào mục tiêu này có phù hợp hay không. Thì đây là đặc thù gì ạ của nghề. Thì chúng ta phải hiểu cái câu chuyện này. Và tất nhiên, câu hỏi thứ 6 rất quan trọng. Thu nhập của nghề. Đấy. Tôi lấy ví dụ, nếu bạn đã xác định đi làm giáo viên và chỉ làm giáo viên thuần túy thì thưa với bạn, thu nhập của bạn hết cỡ 20-30 triệu. Đấy. Nhưng mà ngược lại, bạn làm doanh nhân thì bạn thu nhập hết cỡ có thể như anh Phạm Nhật Vượng 1000 tỷ. Nhưng ngược lại, nếu có thể phá sản là về tay trắng. Đấy. Thế thì nó có niềm vui, nỗi khổ của nghề và nó có thu nhập của nghề là khác nhau. Cho nên tôi lấy ví dụ một anh đã đi học nghề lái xe mà làm cái nghề lái xe cho sếp thôi, hết cỡ 10 triệu đến 15 triệu hết cỡ, không ai trả hơn được. Thế thì có những cái nghề là cái biên thu nhập nó chỉ có vậy thôi. Vì vậy tại sao người ta đi học kinh doanh nhiều? Vì học kinh doanh để trở thành ông chủ. Đã trở thành ông chủ thì kiếm 500 triệu rất là dễ. Nhưng nếu mà đi làm thuê mà họ trả lương cho mình 500 triệu thì bạn phải là siêu nhân. Đấy, tôi lấy ví dụ như thế. Thế thì thu nhập của nghề là bao nhiêu? Thì cái câu trả lời 6 cái câu hỏi này xong thì đây nó nằm ở bước 2. Đấy. Và các bạn cần phải trả lời được 6 câu hỏi đó. Và tất nhiên cái kênh hướng nghiệp này sinh ra để trả lời 6 câu hỏi này cho tất cả các nghề mà bạn muốn. Đấy. Và bước 3 của bạn là gì? Nghe bước 2 thì giả sử bước 2 là phù hợp rồi. Đấy. Ví dụ nghề này giống như một cô hoa hậu, nó đáp ứng đầy đủ các tiêu chí mà bạn phê. Đấy. Thế thì đến bước 3 bạn lại phải hỏi xem là mình có xứng đáng với cô ấy. Thì bắt đầu với cái gì ạ? Kiểm tra gì ạ? Năng lực của bản thân. Đấy. Thế thì từ đây mình mới thấy rằng với cái nghề này nó rất phù hợp với mình. Nhưng mà vấn đề là thứ nhất là năng lực. Câu hỏi thứ nhất, năng lực của mình có đáp ứng được không? Thứ hai, làm nghề này cần tố chất gì? Tôi lấy ví dụ, làm bác sĩ nó phải cẩn thận. Bác sĩ mà quên kéo trong bụng bệnh nhân thì xong phim.
Làm kế toán là phải cẩn thận. Kế toán mà thêm một số 0 vào đuôi là chết thằng sếp, đúng không ạ? Nhưng mà làm cái nghề bán hàng thì lại phải rất là linh hoạt. Có thể là gặp người khách này mình giao tiếp kiểu này, gặp người khách khác thì giao tiếp kiểu khác. Tức là bây giờ nó mới sinh ra tố chất của mỗi người đòi hỏi trong cái nghề này là khác nhau. Năng lực này, năng lực sở trường này, tố chất khác nhau. Và từ đấy mình mới xem là hai cái điều kiện này là hai điều kiện của bản thân mình. Và cuối cùng học cái nghề này thì là mất bao nhiêu tiền thì mới có cái chỗ tốt. Để từ đó, và chúng ta căn cứ vào mất bao nhiêu tiền thì mới xem là năng lực gia đình mình có đủ tiền để trả không. Thì sau đó chúng ta mới sinh ra được chọn gì ạ? Chọn cái trường có cái nghề này. Có đúng không các anh chị? Đấy. Thế thì rất nhiều bạn lại muốn đi học một cái chương trình nó rất là rẻ. Ví dụ như học phí là chỉ có 300.000 một tháng thôi, mà lại học 10 tháng là hết chỉ có 3 triệu. Thì thưa các anh chị rằng là ngay tôi đi nói chuyện một buổi thôi, người ta cũng đã phải trả cho tôi là rất rất nhiều triệu rồi. Thế mà bây giờ lại đòi hỏi là học phí mất có 3 triệu mà lại học một năm. Thì các anh chị học của những người gì ạ? Không có nghề. Nói thế cho nó nhanh. Vì của đắt, của tốt thì chắc chắn là đắt, nhưng của đắt thì chưa chắc đã tốt, bởi vì đắt đôi khi bị lừa. Nhưng chắc chắn hàng tốt không bao giờ rẻ tiền. Để cho các bạn thấy là bạn muốn học được của những người mà có năng lực giỏi thì chắc chắn bạn phải trả tiền cao. Chứ không thể nào, ví dụ như tôi chẳng hạn, nếu học tôi, dứt khoát bạn phải trả lương cao, trả chi phí cao hơn. Vì sao ạ? Nếu không tôi đi làm cái khác, tôi kiếm được nhiều tiền hơn. Vì vậy nếu tôi đã mở khoa học là tôi lấy đắt. Để cho các bạn hiểu là nếu mà bạn muốn chất lượng đến đâu thì tiền bạn phải chi trả đến đó. Nhưng mà bạn phải quan tâm đến cái năng lực gia đình nhà bạn, xem có cái đủ cái năng lực không, để tránh tình trạng là bạn ích kỷ. Tức là giải quyết được bài toán của bạn nhưng bố mẹ bạn phải đau khổ. Cho nên chúng ta phải lựa chọn làm sao cho nó phù hợp với hoàn cảnh gia đình, phù hợp với năng lực sở trường, với cái tố chất và cái nỗ lực của bản thân. Và sau khi có được bước 2 và bước 3 này rồi thì bắt đầu chúng ta ra được gì ạ? Kế hoạch hành động. Bắt đầu bạn chia lộ trình. Nào, kế hoạch hành động của bạn là tốt nghiệp trung học phổ thông. Tốt nghiệp xong thì bạn vào trường, vào cái trường nào đấy mà bạn đã lựa chọn kia kìa, vào trường. Vào trường rồi thì trong quá trình vào trường thì bạn thời điểm gì ạ? Thời điểm đi làm. Và bạn có kế hoạch chi tiết ở trong trường này có đi làm thêm hay không? Nó phải ra được toàn bộ lộ trình của đời mình. Và thời điểm đi làm thì bạn phải chọn cho tôi ngay là doanh nghiệp mà bạn mong muốn sẽ làm ở đó. Thì bạn sẽ thường xuyên tìm hiểu doanh nghiệp này để bạn hướng cái văn hóa của bạn vào doanh nghiệp đấy. Chứ rất nhiều bạn là muốn làm ở những cái doanh nghiệp nước ngoài, nhưng tính cách của mình thì lại tính cách của Chí Phèo, thì lấy đâu mà doanh nghiệp nước ngoài nó làm. Vậy thì để có ngày mai thì bạn phải bắt đầu từ ngày hôm nay. Thế thì ở đây là có 4 bước căn bản trong chọn trường. 1. Xác định mục tiêu cuộc đời của mình, lối sống của mình. Xong bước 2 là chọn cho mình một cái nghề. Thế thì ở đây bạn nên chọn 3-4 nghề và phân tích 3-4 nghề. Sau đó chọn lấy một nghề, giống như là yêu 3-4 em thì mới lấy một em làm vợ. Sau khi chọn được cái nghề này rồi thì bắt đầu là kiểm tra lại xem nó có phù hợp với mình không. Phân tích 3-4 nghề và nghề nào nó phù hợp với hoàn cảnh bản thân của mình, hoàn cảnh gia đình nhà mình nhất, hoàn cảnh năng lực sở trường của mình nhất, thì nghề đấy gọi là nghề tốt nhất. Vì vậy không có nghề tốt nhất, mà là nghề phù hợp với mình nhất thì gọi là nghề tốt nhất đối với mình. Cho nên không có tốt nhất tuyệt đối trong cuộc sống, mà chỉ có phù hợp với mình nhất thì là tốt nhất. Và sau khi chọn được rồi thì chúng ta lập kế hoạch hành động. Vậy thì sang đến video clip sau thì chúng ta hãy đến với một cái chương trình là hướng nghiệp cho lĩnh vực hoạt động của kinh doanh. Hiện nay trong doanh nghiệp nó có 6 mảng: chiến lược, nhân sự, kinh doanh, vận hành, tài chính và pháp lý. Thì chúng ta sẽ đến từng lĩnh vực một. Tôi sẽ hướng nghiệp từng cái lĩnh vực, nó sẽ có cái nghề nghiệp cụ thể, để từ nay cho đến Tết âm lịch là các bạn có đủ cái
cái góc nhìn để lựa cho mình một cái nghề phù hợp nhất. Và chúc cho các bạn có được cái phương pháp nghiên cứu và chọn được nghề tốt nhất theo đúng mong muốn của mình. Rồi, chúng ta sẽ đến cái video clip trong cái lần tiếp theo để sẽ cụ thể hơn với các nghề. Xin cảm ơn. Trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam Global được sáng lập bởi ông Ngô Minh Tuấn, vận hành bởi triết lý giáo dục thân, tâm, tuệ. Với hai chương trình huấn luyện, quản trị kinh doanh Business One dành cho học sinh sắp tốt nghiệp trung học phổ thông có khát vọng trở thành doanh nhân trong tương lai. Quản trị kinh doanh Business Boss dành cho học sinh sắp tốt nghiệp trung học phổ thông có định hướng kế thừa doanh nghiệp hoặc khởi nghiệp trong tương lai. Học viên có cơ hội nhận ngay học bổng lên đến 40 triệu đồng khi xuất sắc vượt qua vòng phỏng vấn đầu vào trực tiếp cùng doanh nhân. Số lượng chỉ tiêu có giới hạn, tìm hiểu ngay về trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam Global tại website www.trườngdoanhnhânceovietnam.edu.vn hoặc hotline 24/7 1800 577722. Trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam, nơi kiến tạo thế hệ doanh nhân thành công và hạnh phúc. Website www.trườngdoanhnhânceovietnam.edu.vn. Hotline 1800 577722, nhánh 1, 2.